ngày thứ ba và ngày hôm nay thì chúng ta học cái phương pháp thứ hai trước khi mà chúng ta học cái phương pháp của ngày hôm nay thì thuận có một câu hỏi có một câu hỏi muốn hỏi mọi người mọi người nghe rõ mọi người nghe rõ trả lời câu hỏi này rất quan trọng một câu hỏi lớn để trả lời câu hỏi này thì rất đơn giản mọi người sẵn sàng chưa mọi người đã sẵn sàng để nghe câu hỏi chưa sẵn sàng ha tại sao Tại sao mà tự hỏi mình ấy nha. Câu hỏi này là câu hỏi để mình tự hỏi mình ấy. Tại sao mà tôi lại được sinh ra? sao mà chị Hương bình luận nhanh đấy tại sao tôi lại được sinh ra tại sao hay hỏi khác đi một tí là tại sao tôi lại có mặt trên thế giới này tại sao tôi lại có mặt trong vũ trụ này chúng ta có 30 giây để trả lời. Mọi người trả lời đi ạ. Tại sao? Tại sao tôi lại có mặt ở trong vũ trụ này? Câu hỏi đơn giản nhất là tại sao tôi lại được sinh ra? Chúng ta có 30 giây để trả lời. tại sao tại sao tôi được sinh ra mọi người trả lời đi mọi người trả lời đi nếu mà ai mà không biết thì trả lời là không biết Anh Nguyễn Hữu Đức trả lời trước đây tôi từ đâu đến vì sao tôi được sinh ra sau hôm này tôi chết tôi đi về đâu <laughs> đủ duyên đủ phước báo em nghĩ vậy <laughs> anh Tân nói là đủ duyên đủ phước báo tôi được sinh ra trong cuộc đời này là do nhân từ kiếp trước tại sao mà tôi được sinh ra bởi vì tội đã vì chắc là tôi ha? vì tôi đã quá khứ làm những điều hữu ích nên tạo hóa ban cho tôi kiếp sống này. do nhân duyên. do nhân duyên. Tại vì tôi có sứ mệnh để đến thế giới này vì còn duyên nợ còn phải trả và nhận cho những người tôi đã cho đi hoặc nợ người khác. Do nhân duyên, tôi được sinh ra là để học bài học và vượt qua bài tập mà tôi chưa làm được ở những kiếp sống trước, để thực hiện một vai trò nào đó cho mọi người do nhân duyên được sinh ra tại tại sao tôi có mặt trong vũ trụ này <laughs> em không biết. Tại luân hồi do nhân từ kiếp trước sinh ra để tốt nghiệp các bài học, tôi đến để trưởng thành, tôi không biết. Đúng rồi, ai không biết thì nói là tôi không biết. tôi không biết câu trả lời là nhập anh anh hữu đức nói là do nghiệp, do nghiệp. câu trả lời và đây mọi người nói Tôi được sinh ra trên cuộc đời này để hoàn thành nốt các bài tập vũ trụ giao cho tôi mà chưa hoàn thành ở kiếp trước. Tôi sinh ra để thương và cho đi để tiếp tục học tập và lan tỏa chính pháp. Mọi người có muốn biết uh, theo góc nhìn và niềm tin của Thuận thì Thuận trả lời câu này như thế nào không ạ? Mọi người có muốn biết là theo góc nhìn và niềm tin của Thuận thì Thuận sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào không ạ? Vâng, cảm ơn mọi người. Có ha. Do 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 nếu mà trả lời cho câu hỏi tại sao thì là tại tại vì tôi tôi tại vì tôi vô mình Nếu câu hỏi là do đâu mà tôi được sinh ra thì câu trả lời là do tôi vô vô mình do vô mình vô mình Mọi người có nhớ vô mình là gì không ạ? Vô minh ngày hôm qua thuận có chia sẻ đấy, vô minh là gì ạ? À? Vô minh không phải là không có học. Một người uh, giáo sư. Một người mà học một người mà có bằng tức là một người học uh, hết 12, học cao đẳng, học đại học, học tiến sĩ, học cái gì đó mà được cấp bằng giáo sư. Uh, phát minh ra rất là nhiều các cái nghiên cứu khoa học thì người này người giáo vị giáo sư này nếu chưa biết cái thứ cần biết thì vẫn được coi là một người vô minh ok chưa và thì do đâu thì câu hỏi là à, không hiểu đúng sự thật rồi đúng rồi đấy chị Hà nói đúng chuẩn chính xác ha do không hiểu đúng sự thật không nhìn được, không hiểu, không thấu hiểu được đúng sự thật. Cho nên gọi là do vô minh. Thế thì sự thật này ở đâu? Sự thật này không phải là sự thật ở ngoài thế giới, bao la ở ngoài kia. Mà sự thật này là sự thật ở trong chính thân của mình trong chính tâm của mình thật ở trong chính thân của mình và trong chính tâm của mình được chưa thế thì à, cái này thì nó rộng lắm vì nó rất là rộng cho nên không thể nào mà nói hết trong một buổi sáng ngày hôm nay được không thể nào nói hết trong một buổi sáng ngày hôm nay được nhưng có một cái thông tin có một cái có một cái nội dung mà thuận muốn chia sẻ với mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay thôi cái phần này thì nó dài lắm nhá thuận cũng không có yêu cầu mọi người cần phải tin theo cái niềm tin của thuận nhưng mà thuận tin cái niềm tin này là bởi vì uh, thuận học và thực hành theo những lời dạy của bậc giác ngộ và bây giờ thì thuận muốn chia sẻ với mọi người một cái một cái thông tin một cái điều vô cùng quan trọng đó là gì ạ đúng mọi người biết mọi người đoán thử xem thuận vẽ cái gì Mọi người đoán thử xem thuận vẽ cái gì nào? Đoán 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 cho nó khỏi buồn ngủ. Đoán thử xem thuận vẽ cái gì? Ừ, hay quá. Dòng thời gian. Cái này gọi là dòng thời gian. Dòng thời gian thì thuận được sinh ra vào năm 1000 sinh ra và thuận được uh, nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy ánh sáng vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 1984. Lúc đó là 0 tuổi. Và hôm nay hôm nay là năm 2023. Năm nay là 30 39 tuổi đó. Cái này gọi là hiện tại. Hiện tại cái này được gọi là quá khứ và ngày mai hay một tuần sau hay một năm sau được gọi là tương lai không biết thế giới này tồn tại đến bao lâu cho nên ở chỗ này chúng ta có thể ghi là năm thứ n nào đó năm thứ n nào đó không biết và trước khi thuận được sinh ra trong đời này thì trong quá khứ còn rất dài về phía trước. Ta cũng không biết luôn. thôi cũng không biết luôn. Như vậy, tương lai tạm gọi là dấu cộng, còn quá khứ rất lâu rồi thì ở đằng phía đằng sau. Gọi là phía đằng trước nhưng mà phía đằng sau. Để trả lời cho câu hỏi lớn, vì sao tôi được sinh ra? thì bậc giác ngộ chỉ ra rằng một chúng sinh được sinh ra trong vũ trụ này là bởi vì là do vô minh là do vô minh đây là bậc giác ngộ đây là bậc giác ngộ bậc giác ngộ Bậc Giác Ngộ đã chỉ ra rằng con người hay bất cứ một chúng sinh nào khác được sinh ra là bởi vì vô minh. Nhưng mà được sinh ra làm người là do Phước. Này ai đó nói đấy. Đúng rồi đấy ạ. À. Được sinh ra làm người là do Phước. Ngày hôm nay Thuận không muốn bàn đến những cái điều lớn như vậy mà Thuận chỉ muốn uh, chia sẻ với mọi người một cái ý nhỏ hơn. Đó chính là gì ạ? Hiện tại hiện tại chúng ta như thế nào là do quá khứ là do chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Hiện tại chúng ta đang có cái quả hay còn gọi là kết quả như thế nào? Kết quả như thế nào? hiện tại chúng ta đang có kết quả như thế nào là do chúng ta đã tạo nó ra bằng cách là gieo ra những cái nhân ở trong quá khứ mà quá khứ thì nó bao gồm một giây trước đây trở về trước một giây từ cái lúc mà thuận vừa vừa nói trở về trước trở về trước nha trở về trước do nhân trong cái khoảng phía trước này gọi là do do nhân do nhân mà chúng ta đã gieo ra trong quá khứ và trong quá khứ thì chúng ta đã gieo nhân và nhân này chúng ta không biết nó có thể là nhân nó có thể là nhân nhân xấu nhân xấu hoặc nhân nhân tốt nó có thể là nhân xấu hoặc là nhân nhân tốt trong quá khứ chúng ta đã gieo ra nhân xấu hoặc là nhân nhân tốt. Và để đến ngày hôm nay chúng ta có được kết quả và cái quả này chúng ta cũng có thể chúng ta cũng thấy rằng nó cũng có hai loại quả đó là quả quả như ý hay còn gọi là quả quả tốt và quả không như ý hay còn gọi là quả quả xấu. và hiện tại chúng ta đang có những cái thứ mà chúng ta hài lòng cũng có những thứ mà chúng ta không hài lòng có những thứ mà chúng ta thấy rằng nó tốt và cũng có những thứ mà chúng ta thấy rằng nó không tốt bây giờ chúng ta hãy hình dung ở ngoài thiên nhiên anh Dung ở ngoài thiên nhiên. Cho thuận hỏi bao nhiêu trong số các anh chị ở trong zoom đã từng nhà có làm nông nghiệp, ừ, có trồng cây thì bình luận vào trong phần ô chat giúp thuận số 1 Nếu mà mình nhà mình có từng trồng cây, thuận may mắn được sinh ra trong một gia đình làm nông dân, nông nghiệp, thuận may mắn và thuận biết rằng cái ngày mà cái ngày mà mà nhà thuận cái ngày mà bố thuận trồng cây đi gieo cái hạt lúa thì đâu đó tầm khoảng 4 đến 6 tháng sau thì mình có thể có thu hoạch được những cái những hạt lúa mới và có những mùa thì nhà thuận gieo trồng hạt ngô ở ngoài Bắc còn trong phía Nam thì gọi là hạt bắp và đâu đó cũng tầm khoảng 4 đến chắc là khoảng 4 đến tháng 6 tháng rồi đó thuận cũng không nhớ thì mình cũng có trái bắp để ăn. Thôi còn nhớ là ở phía trước nhà thuận có trồng mấy cây nhãn là ngày nhỏ thuận thấy là bố thuận có trồng cái cây nhãn nhỏ. Và sau này nó lớn lên thì thuận có được hạt nhãn để ăn. Có được quả nhãn để ăn. Thuận chưa từng thấy chưa từng thấy một cái hạt giống nào khi gieo ra mà nó lại tạo ra cái quả của giống cây khác trong zoom đã có ai thấy hạt giống một cái loại giống nào đó mà khi gieo ra thì nó tạo ra một cái quả của một cái giống cây khác thì bình luận vào trong phần đối trợ giúp thuận là thấy rồi còn nếu ai chưa thì bình luận là chưa giúp thuận nếu mà ai thấy rồi ấy thì đem cái giống nó về để bán <laughs> bởi vì nó là có một không hai như vậy chúng ta đồng ý với nhau rằng trong tự nhiên thì nhân nào thì cho quả đó đúng không à? ạ nhân nào thì cho quả đó đó là trong tự nhiên nhân nào thì cho quả đó vậy thì ngày hôm nay chúng ta đang nhận được những cái điều tốt đẹp thì hãy hiểu rằng đó là bởi vì chúng ta đã gieo ra những cái nhân tốt đẹp hay còn gọi là nhân lành ở trong quá khứ và cái nhân này chúng ta gieo ra bằng cách nào chúng ta gieo ra bằng cách nào nó có thể là nó có thể là nó có thể là những suy nghĩ suy nghĩ. Nó có thể là lời nói. Nó có thể là hành động. Những cái nhân này nó có thể là những suy nghĩ. Nó có thể là những lời nói. Nó có thể là những hành động. Và mình đã gieo ra trong quá khứ, cho nên ngày hôm nay mình đã nhận được kết quả tương ứng với cái nhân mà mình đã gieo. Nhưng có một điều mọi người lưu ý rằng cái quả mà chúng ta cái quả của cái nhân ấy thì bao giờ nó cũng lớn hơn lớn hơn cái nhân. Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì thuận nhớ rằng là nếu như một hạt lúa thì sao ạ? À? Một hạt lúa khi chúng ta gieo xuống dưới đất và chăm bón, chăm sóc nó cho nó nảy mầm thì chúng ta sẽ có được có thể thôi nha, có thể cái quả đó chúng ta sẽ nhận được, đó chính là một bông lúa mà một bông lúa thì luôn luôn có từ ít nhất là hơn một hạt lúa, đúng không ạ? Nó có thể lên tới hàng hàng trăm hạt lúa, hàng chục hạt lúa, vài chục hạt lúa. Như vậy quả bao giờ cũng nhiều hơn nhiều hơn nhân. Rồi cái điều đầu tiên là quả là nhiều hơn nhân trước đã. Nhưng mà cái quả chúng ta nhận được khi gieo hạt lúa nó không chỉ là là cái nhân là cái hạt là cái hạt lúa mới mà nó còn bao gồm cả cái lá cái lá lúa cái thân của cây lúa người ta gọi là gì ạ? Người ta gọi là rơm bao nhiêu trong số các anh chị đã từng nhìn thấy cái cọng dơm rồi ạ? Mình đã từng nhìn thấy cọng dơm nhỉ? Thoại còn nhớ là cái ngày mà thuận đang còn nhỏ và cái năm đó thuận không nhớ năm bao nhiêu nhưng mà lúc đó nhà thì đang còn nghèo và thời tiết thì lạnh lắm, thì không đủ áo ấm và không đủ nệm ấm để để nằm thì bố thuận đã lấy dơm lấy dơm vào sau đó thì bệnh nó lại thành một cái giống như một cái nệm á và sau đó thì giải cái chiếu lên rồi sau đó thì giải cái mền lên và nằm rất là ấm không biết ai đã được nằm cái cái nệm kiểu vậy chưa ấm lắm luôn ý ấm hơn cả cái nệm mà ngày nay người ta người ta dùng ấy đó như vậy nhân là hạt lúa thì ta được quả là hạt lúa mới và ta cũng được quả là cái cộng dơm Thế nhưng mà nếu như ta nhìn sâu hơn một chút nữa Thì chúng ta thấy rằng Cái quả nó không chỉ là cái hạt lúa mới và cái cọng rơm Mà khi cái cây lúa nó trổ bông Thì ta có Được cái hương thơm Đúng không ạ? Có ai ngửi được cái mùi hương của bông lúa rồi ạ? Vậy thì nhân nó không bao gồm hạt lúa mới Mà nó còn bao gồm cả cái hương thơm Của cái bông lúa Đúng không ạ? Hãy nhìn sâu hơn một tí nữa thì chúng ta thấy rằng cái cây lúa từ lúc mà chúng ta gieo là cái hạt lúa cho đến khi nó trưởng thành và nó chín, nó trở thành cái cái bông lúa chín và chúng ta cắt, chúng ta gặt nó, chúng ta đem về thì cả một cái hành trình như vậy là khoảng từ 4 đến 6 tháng, nếu là lúa bao thai thì khoảng là 6 tháng còn lúa ngắn lúa mới bây giờ thì khoảng là 4 tháng. Lá lúa thì có cái vai trò là hít thu vào hút vào khí carbonic và thải ra khí khí oxy như vậy khi trồng hạt lúa thì ta còn có cái quả đó chính là khí o, oxy bao nhiêu các anh chị đồng ý với thuận điều này thì ghi vào trong phần ô chat thuận là đồng ý rất tuyệt vời vậy chúng ta còn rất nhiều các cái nhân các cái quả khác nữa cái lá lúa cái lá lúa đó khi mà chúng ta đi ra ngoài cánh đồng vào cái mùa mà lúa nó bắt đầu à, uh, phất cờ chúng ta nhìn một cái cánh đồng lúa cái ruộng lúa của chúng ta rộng bao la như vậy và nó đang thì phất cờ một cách gọi là trông rất là đẹp rất là đều như vậy thì ta có cái sự hân hoan trong lòng ta có cái niềm vui ở trong lòng có đúng không à? ạ nếu như đã ai đã trong này đã có nhà ai trồng lúa chưa chứ thuận là có rồi đấy và khi mà nó trổ bông như vậy mà mình thấy nó đều như nhau như thế nhìn nó rất là đẹp và mình cảm thấy vui như vậy cái quả của cái nhân nó có thể là quả vật chất hữu hình nó cũng có thể là quả là cái thứ những cái thứ vô hình có đúng không ạ nó có thể quả là cái thứ vô hình và nó có thể quả của nó là cái thứ mà giúp chúng ta thăng hoa về tinh thần chứ không phải là gieo hạt lúa thì nhận được quả lúa đó đây là thuận phân tích cho mọi người thấy một cái một cái một cái sự rất là gần gũi đối với cuộc sống của chúng ta đó là hạt lúa nhân hạt là hạt giống là hạt lúa thì quả rất là nhiều thứ ở phía sau chưa kể là khi mà gặt lúa xong rồi thì nó còn lại cái ruộng người ta gọi là cái ruộng gì ạ à? à, dạ hả cái gì đó ruộng và thời còn nhỏ thì thuận đi chơi à, đi ra ngoài đó thả 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 trâu thả bò ấy, thả bò ấy, nhà thuận không nuôi trâu nuôi bò và lại đan những cái bông lúa đan những cái gốc lúa lại với nhau ấy, đan lại với nhau cho nó nằm dài trên mặt đất và sau đó thì sao ạ thì mình nằm trên đó mình chơi như vậy đến lúc mà cái thân nó gần như là nó đã già rồi đã khô rồi mà nó còn vẫn giúp cho mình có được cái niềm vui và còn có thể cho bò ăn đúng rồi ạ đấy và cái cái dơm đó thuận còn nhớ giai đoạn mà những năm 80 90 thì người ta còn dùng cái dơm đó để đan lại với nhau để làm để lập mái nhà không biết là các anh chị có ai biết cái nhà mà cái mái nhà mà lập bằng dơm chưa à đúng rồi ha và có những nhà thì họ lại dùng cái đó để 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 làm cái miếng mà thưng vào bên vách ấy gọi là thuận không biết cái từ miền bắc gọi là gì nhưng mà cái từ miền nam thì gọi là thưng vào bên thưng vách nhà ấy. đó rồi dơm còn có thể để làm tường đất Đấy. như vậy gieo cái hạt giống lúa chúng ta nhận được vô số những quả ở phía trong như vậy một cái ví dụ khác ví dụ như là chúng ta trồng một cái cây nhãn như nãy thuận nói thì khoảng đâu đó lúc nãy ai đó nói là khoảng 4 năm sau thì nó ra trái nhưng mà nó có ra trái một lần đúng không ạ? không phải là ra trái một lần mà nó ra trái nhiều nhiều lần đúng không ạ? rất nhiều lần, rất nhiều lần và hàng năm thì đến mùa đó thì lại được lại có quả nhãn thế nhưng mà ngoài cái chuyện quả nhãn ra thì hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác chúng ta vẫn được hưởng cái bóng mát của cây nhãn, chúng ta vẫn được hít cái khí oxy trong lành từ cái lá nhãn từ cái cây nhãn nó lọc ra Chúng ta vẫn được tận hưởng cái không khí trong lành từ cái cây nhãn đó và còn vô số những cái điều khác nữa. Như vậy quả bao giờ cũng lớn hơn lớn hơn nhân. Vừa rồi chúng ta đang nói với nhau về cái nhân nhân gọi là cái nhân giống tốt, đó là cái nhân là cái quả ở trong trong tự nhiên. Đối với cái nhân xấu cũng y chang. Đã bao giờ ai đó thử trồng cây cỏ chưa? nhà mình đã có ai trồng cây cỏ hoặc là không trồng mà thấy cây cỏ nó tự mọc đấy có chưa một cái hạt giống cỏ khi nó tự rơi ra ngoài thiên nhiên thì nó sẽ lên thế, mọc lên thành một cây một cây cỏ đúng không ạ mà một cây cỏ nó có những loại cỏ mà nó không nảy mầm từ hạt mà nó nảy mầm từ cái đốt từ cái mắt của nó và như vậy chỉ cần một cái mầm cỏ nhỏ thôi và sau một thời gian thì nó ra vô số những cái cây cỏ con khác có đúng không ạ như vậy với hạt giống tốt thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái những cái quả tốt và với hạt giống xấu thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái quả quả xấu đương nhiên cỏ chúng ta chúng ta nghĩ rằng nó là hạt giống xấu nhưng cũng không hoàn toàn xấu không hoàn toàn xấu bởi vì bản thân lá cỏ vẫn cho ông ta vẫn cho ông ta lợi ích đúng không ạ đấy nhưng mà trong đấy là về vật chất còn về vô hình về đời sống của chúng ta thì sao thì cái suy nghĩ cái lời nói cái hành động của ta ở trong quá khứ nó cho chúng ta kết quả của ngày hôm nay là những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy chúng ta có thể nghe thấy và chúng ta có thể cảm nhận chúng ta có thể cầm nắm trong cuộc sống của chúng ta chúng ta không biết được nhưng kết luận lại một điều rằng nhân có đặc tính nào thì quả có đặc tính đó nếu nhân xấu thì quả quả xấu còn nếu nhân tốt thì quả quả tốt và quả bao giờ cũng nhiều hơn nhân quả bao giờ cũng nhiều lớn hơn nhân gấp hàng gấp hàng trăm thậm chí hàng hàng nghìn lần thậm chí hàng triệu lần quả này bao giờ cũng nhiều hơn nhân hàng trăm hàng nghìn thậm chí hàng triệu lần mọi người lưu ý ghi lại giúp thuận cái ý này và ở đây thuận cũng muốn chia sẻ với mọi người thêm một ý rộng hơn một chút xíu thì quá khứ quá khứ quá khứ không phải từ khi mà thuận được sinh ra trong Đời sống này đó là vào năm 1984 mà quá khứ nó bao gồm cả một cái chặng đường rất dài từ vô lượng thời gian vô lượng thời gian và tức là trong gì ạ? Là kể cả cái đoạn là trước khi sinh. Trước khi trước khi sinh ra đấy kể cả cái đoạn là trước khi sinh ra không biết được ha không biết được và thì tại sao ngày hôm nay thuận lại nói điều này ngày hôm nay chúng ta đang thực hành học cái hành trình thực hành lòng biết ơn và bởi vì chúng ta hiểu rằng mỗi một suy nghĩ của ta mỗi một lời nói của ta mỗi một hành động của ta nó chính là cái nhân mà chúng ta gieo ra trong trong hiện tại vậy thì trong tương lai chúng ta sẽ nhận được kết quả tương ứng đúng không ạ bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý rằng suy nghĩ lời nói và hành động ngày hôm nay thì sẽ cho chúng ta kết quả ở trong tương lai tương ứng nếu ai đồng ý thì bình luận và rút thuận chữ D là đồng ý và một ngày thì chúng ta có sáu mươi nghìn suy nghĩ. Một ngày chúng ta có tới 60.000 suy nghĩ. Thế cái câu hỏi đặt ra là một ngày chúng ta có 60.000 suy nghĩ còn chưa có thống kê là có bao nhiêu bao nhiêu nghìn lời nói. <laughs> Không chưa có thống kê mà cũng chưa có thống kê là bao nhiêu hành động. Nhưng hãy hiểu rằng suy nghĩ thì nó sẽ tạo ra lời nói và tạo ra hành động chính vì vậy nếu chúng ta có thể kiểm soát được làm chủ được suy nghĩ của mình thì ta sẽ làm chủ được lời nói và ta sẽ làm chủ được hành động chính vì vậy điều tối quan trọng mà thuận chia sẻ cho mọi người ngày hôm nay đó chính là chúng ta cần phải làm chủ suy nghĩ chúng ta cần phải làm chủ suy nghĩ của mình để làm sao mà chúng ta chỉ nghĩ những điều tốt đẹp. Đó, ngày hôm nay nhá. Ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta cần phải làm chủ suy nghĩ. Để chỉ nghĩ những điều tốt đẹp mà thôi. Ngày hôm nay. Trong hiện tại này thì chúng ta cần phải chúng ta cần phải gieo ra cái nhân cái nhân mới mà cái nhân này phải là cái nhân theo mọi người thì mình sẽ gieo ra nhân tốt hay nhân xấu ạ? À? Bây giờ thì mình sẽ gieo ra nhân tốt hay nhân xấu? Ừ tốt hay nhân xấu bây giờ mình sẽ gieo ra nhân tốt hay nhân xấu vâng nhân tốt đúng rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều chúng ta sẽ nỗ lực để chúng ta gieo ra nhân nhân tốt và vì nhân nó bao gồm suy nghĩ lời nói và hành động mà suy nghĩ thì quyết định cả lời nói và và hành động chính vì vậy nhiệm vụ của chúng ta là cần phải làm chủ Chìa khóa ở đây đó chính là làm chủ suy nghĩ. Làm chủ suy nghĩ. Chìa khóa là làm chủ suy nghĩ. Vậy thì nếu như chúng ta gieo ra cái nhân tốt ở trong hiện tại thì trong tương lai ta sẽ nhận được quả. Quả. Tốt. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ nỗ lực làm chủ suy nghĩ để chúng ta chỉ nghĩ đến những điều nghĩ đến những điều tốt hay còn gọi là điều lành. Điều tốt hay còn gọi là điều lành, chỉ nghĩ đến điều tốt và điều hay còn gọi là điều lành mà thôi. Vậy thì làm thế nào để làm được điều này? Thì thuận chia sẻ cho mọi người cái phương pháp rất tuyệt vời mà thuận đã ứng dụng trong khoảng hơn 100 ngày trở lại đây. Cái phương pháp này có tên gọi là có tên gọi là hòn đá nhiệm màu. Nhờ hòn đá nhiệm màu này mà Thuận đã biết Thuận đã có khả năng làm chủ được suy nghĩ của mình. Đương nhiên nó không chỉ hòn đá này nhưng nếu như chúng ta chịu dùng hòn đá này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được khoảng 40 cho đến 50 thay vì chúng ta thả rông suy nghĩ của mình là 60.000 suy nghĩ và trong đó có vô số những cái suy nghĩ bất thiện thì nếu như chúng ta dùng hòn đá này sự sử, sử dụng phương pháp hòn đá nhiệm màu này thì ta sẽ giảm được khoảng đâu đó tầm khoảng 40 đến 50 phần trăm những suy nghĩ bất thiện đó và nếu như mình dùng phương pháp này một cách triệt để thì nó sẽ giúp cho ông ta làm chủ được suy nghĩ của mình nhiều hơn nhưng cái phương pháp mà tối ưu phương pháp quan trọng hơn để làm chủ suy nghĩ của mình thì đó chính là phương pháp luyện tâm phương pháp luyện tâm mà phương pháp luyện tâm này bắt đầu nó phải bằng cái việc là chúng ta hiểu và thực hành tránh pháp nói tránh pháp thì nó sẽ rất là lớn nhưng mà thuận muốn nói với mọi người bắt đầu bằng việc thực hành thiền anapana thiền quan sát hơi thở quan sát hơi thở ở phần cửa mũi mà thuận đã hướng dẫn trong những ngày trước cho nên ngày hôm nay thuận muốn đề cập hai phương pháp để làm chủ suy nghĩ phương pháp thứ nhất đó chính là sử dụng phương pháp hòn đá nhiệm màu và phương pháp thứ hai đó chính là ứng dụng thiền để luyện tâm Mọi người lưu ý chỗ này giúp thuận. Như vậy, làm chủ suy nghĩ có hai phương pháp. Hôm nay thuận chia sẻ hai phương pháp. Đương nhiên là nó còn nhiều phương pháp khác, nhưng thuận chỉ muốn chia sẻ cái cái gọi là theo theo chánh pháp thì nó sẽ có hai phương pháp như thế này. Một là chúng ta sẽ dùng cái phương pháp gọi là là một là hòn đá ha, dùng hòn đá. Hòn đá. Hòn đá nhiệm màu. nhiệm màu và hai là hai là luyện tâm luyện tâm luyện tâm bằng phương pháp nào ạ à? rất là nhiều phương pháp nhưng một trong những phương pháp luyện tâm này đó chính là thiền thiền ana bana thiền anapana như vậy thiền anabana để luyện tâm và làm chủ suy nghĩ của mình và trong cái lộ trình của đây lưu ý chỗ này nhân tốt thì cho ông ta quả quả tốt và trong cái lộ trình của cái hành trình thực hành lòng biết ơn này thì thuận sẽ hướng dẫn cho mọi người cái phương pháp hòn đá nhiệm màu này và thì phương pháp hòn đá nhiệm màu này chúng ta sẽ làm thế nào bao nhiêu trong số các anh chị muốn được hướng dẫn chi tiết về phương pháp hoàn đá nhiệm màu thì bình luận giúp thuận số số 1 ha số 1 cho nhanh phương pháp hoàn đá nhiệm màu rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều cảm ơn anh chị vân cảm ơn chị thanh quyền cảm ơn chị nga lê rất tuyệt vời đây là một phương pháp vô cùng đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả đơn giản nhưng mà hiệu quả phương pháp này chúng ta không tốn tiền để mua nó tuyệt vời ở chỗ là không tốn tiền để mua những cái điều mà tuyệt vời những cái điều mà tuyệt vời mà vũ trụ ban tặng cho con người thường là nó vô cùng dư dả dạ và không tốn tiền ví dụ không khí không khí dư giả và không tốn tiền thứ hai là ánh sáng có tuyệt vời không ạ không khí có tuyệt vời không ạ ánh sáng có tuyệt vời không ạ rồi nước nước đấy rất là dư giả và không tốn tiền tốn tiền nước thì tốn tiền nhưng mà ít thôi ở ở thành phố phải mua ít thôi và hòn đá nhiệm màu này cũng vậy không tốn tiền mua và đầy giấy ở ngoài ở ngoài môi trường ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hành cái phương pháp này và cách thức chúng ta thuận sẽ giúp cho mọi người ôn lại một chút bài để chúng ta có một cái sự một cái hệ thống ha rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu và tìm hiểu phương pháp hòn đá nhiệm màu bao nhiêu trong số anh chị sẵn sàng rồi thì bình luận trong phần nội chat giúp thuận chữ f là sẵn sàng hòn đá nhiệm màu rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều Có một câu nói rằng khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy cảm ơn ánh mặt trời, cảm ơn cuộc sống và sức mạnh của bạn. Hãy cảm ơn thức ăn và niềm vui bạn có được trong cuộc sống. Nếu bạn không cảm thấy biết ơn bất cứ điều gì thì đó là lỗi của bạn. Nếu như mà buổi sáng thức dậy mà không thấy cảm ơn được điều gì thì đó là lỗi của bạn. Hãy nghĩ về hạnh phúc của bản thân trong hiện tại những điều mà ai ai cũng được ban tặng hào phóng, chứ đừng nhớ đến bất hạnh của mình trong quá khứ, những thứ mà người nào cũng phải trải qua vài lần. Nghĩ về những cái điều hạnh phúc của bản thân trong hiện tại dù nhỏ để mà mình để mà để mình thu hút thêm nhiều những điều hạnh phúc hơn, chứ đừng có nghĩ đến những cái bất hạnh ở trong quá khứ điều mà ai cũng phải trải qua vài lần suy nghĩ ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã được nhắc đến cái công thức nhiệm màu đó là gì ạ phải luôn luôn suy nghĩ và nói ra từ nhiệm màu cảm ơn cảm ơn cảm ơn và lưu ý rằng công thức nhiệm màu để kích hoạt được phép màu trong cuộc sống thì chúng ta phải nói từ cảm ơn ba lần mọi người rút thuận bình luận vào trong phần ô chat số 3 để chúng ta nhớ rằng phải nói cái từ cảm ơn ba lần bạn càng suy nghĩ và nói từ nhiệm màu cảm ơn cảm ơn cảm ơn thì bạn sẽ càng cảm thấy biết ơn và khi một người càng cảm thấy biết ơn thì người đó sẽ càng nhận được nhiều sự đủ đầy và luật tự nhiên là người nào đã có sẵn lòng biết ơn sẽ được ban tặng thêm và anh ta hoặc cô ta sẽ có dư giả đủ đầy người nào không có sẵn lòng biết ơn thì những gì anh ta hoặc cô ta đã có sẽ bị tước đi điều này điều này có nghĩa là gì có nghĩa là nếu như trong cuộc sống ta đang có những cái sự khó khăn ở một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống thì hãy hiểu rằng bởi vì ta đã không biết ơn một thời gian dài cho nên những thuận lợi những cái điều mà những cái điều mà chúng ta có được đang bị từ từ bị lấy lấy mất đi cho nên bất cứ một lĩnh vực nào bất cứ một khía cạnh nào của cuộc sống nếu mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang chưa hài lòng có cái sự khó khăn tức là ta đang thiếu cái lòng biết ơn và ta phải ngay lập tức quay trở lại để biết ơn lưu ý chỗ này tôi thuận Và ngày hôm qua Thuận cũng đã chia sẻ cho mọi người rằng biết ơn là một loại đạo đức và đạo đức biết ơn chính là cái đạo đức gốc và nó sinh ra những cái đạo đức khác. Một người biết ơn thì sẽ có được sự vui vẻ, một người biết ơn thì sẽ có được sẽ có được cái tình yêu thương. Một người biết ơn thì sẽ có được cái sự hạnh phúc. Một người biết ơn thì sẽ có được cái sự đủ đầy. Một người biết ơn thì sẽ có được sự thành công. Chả có ai muốn chơi và hợp tác với một người vô ơn cả. Bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý thì bình luận rút thuận chứ. Đồng ý. Nếu mà ta thấy một người vô ơn mà ta đang hợp tác. Thì trước sau gì. Nếu ta tiếp tục hợp tác. Thì ta cũng nhận quả đắng. Cho nên nếu mà thấy một người vô ơn thì cách tốt nhất là hãy tránh xa hãy tránh xa cho nên một người biết ơn thì họ sẽ có được cái sự thành công bởi vì họ sẽ thu hút được những cái nguồn lực cần thiết rất là nhiều người sẽ muốn làm việc cùng họ và từ đó họ cũng sẽ có được sự giàu có theo khoa học một người có lòng biết ơn và thực thi lòng biết ơn trong cuộc sống của mình Người đó sẽ có được sức khỏe Và người đó sẽ luôn luôn được trân trọng Và điều tuyệt vời là họ Sẽ có tuổi thọ hơn những người bình thường khác Khoảng 7 năm Bao nhiêu trong số các anh chị Nghĩ rằng 7 năm Là một con số tuyệt vời Nếu như ai đó đang nằm Trong, nằm trên giường bệnh Nếu ai đó đang có Những cái uh, dự báo Về cuộc sống Chỉ còn vài ngày nữa nhưng mà có một phép màu mở ra cho người đó 7 năm thì đó là một điều tuyệt vời. Thuận ở trong những khóa trước thuận đã từng hỏi rằng nếu như người thân của mình mà đang được dự báo là sẽ qua đời trong vài ngày tới và có một cái phương pháp để giúp cho người thân có thể sống được thêm 7 năm và trả một cái số tiền nào đó thì mọi người sẵn sàng trả bao nhiêu thì câu trả lời là con số mà rất là rất là gọi là không tính được đấy, không tính được. Có người thì có khi là là có tiền trăm thì nói là có sẵn sàng trả tiền trăm, nhưng có người thì sẵn sàng trả cả gia tài. Và thì theo các anh chị ở trong Zoom này, nếu như người thân của mình hoặc là chính mình mà có thêm 7 năm để sống thì mình sẵn sàng trả bao nhiêu tiền ạ? mình sẵn sàng trả bao nhiêu tiền ạ mọi người hãy bình luận vào trong phần ô chat này một con số đi ạ cả gia tài <laughs> cả gia tài đúng là cả gia tài bởi vì trả trả không có cái gì có thể có thể gọi là không có cái giá nào đúng không ạ không có cái giá nào không có cái khoảng nào để có thể trả được để có thể mà so sánh được với 7 năm tất cả đúng là tất cả Thuận biết là có những người họ bị mắc bệnh ung thư và gia đình của họ sẵn sàng bán đi tất cả tài sản để chữa ung thư cho họ nhưng mà chưa chắc đã đã thành công. Ngày hôm nay chúng ta đang biết một cái phương pháp tuyệt vời đó là thực thi lòng biết ơn. Ta có khả năng có thêm được 7 năm tuổi thọ so với những người bình thường khác. Có tuyệt vời không cả nhà? Tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Hãy chia sẻ để nhiều người hơn biết đến và thực hành phương pháp này bởi vì chúng ta đang giúp cho họ có được cuộc sống vui vẻ hơn, đủ đầy hơn và có được tuổi thọ dài hơn. Luật tự nhiên là một người biết nhớ ơn thì anh ta hay cô ta sẽ có tất cả. Một người không biết nhớ ơn thì điều duy nhất mà anh ta hay cô ta có chính là sự vô ơn. Khi mới bắt đầu thực hiện phương pháp này thì bạn sẽ phải mất nhiều ngày tập trung liên tiếp mới có thể biến biết ơn thành một thói quen. Bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy biết ơn đều đang giúp bạn cải thiện cuộc sống thông qua sức mạnh của lòng biết ơn và đó chính là điều cốt lõi của phương pháp nhiệm màu. Và đối với phương pháp hoàn đá nhiệm màu thì chúng ta vừa được giới thiệu ở trong bộ phim The Secret đó là gì ạ? Ông Lee gì đó ông ấy đã dùng phương pháp hoàn đá nhiệm màu này và có những người đã áp dụng và con của họ từ cái chỗ mà bị bệnh ung thư cũng như là bị sức khỏe xấu và đã được hồi phục nhờ người ta biết thực hành lòng biết đơn. và đối với thuận thì hòn đá của thuận mọi người nhìn thấy là hòn đá cái ngày đầu tiên ấy thì nó như là cái hình ở trên màn hình này đây là hòn đá ngày đầu tiên nó đầy cái vết tổn thương nó có những cái vết chảy nó có cái màu trắng, màu xanh và không có vân, không có vân ha. Nhưng ngày hôm nay ngày hôm nay qua thời gian thì hòn đá này đã được chuyển hóa như thế này. Và ai nhìn thấy cái vân đá ở trên hòn tay thuận trên hòn đá mà thuận đang cầm trên tay thì bình luận vào trong phần ô chat giúp thuận số 1 nếu có nhìn thấy vân nha. Nếu có nhìn thấy vân và nếu không nhìn thấy thôi thì đừng có đừng có bình luận nếu thấy thì bình luận số 1, Vân ạ. Vân. Vân Đá. Ok chưa Và Thuận đã bất ngờ khi mà mình nhìn thấy cái sự chuyển hóa của của cái viên đá này, thuận bất ngờ. Và cái ngày mà Thuận nhìn thấy được sự chuyển hóa của hòn đá này, Thuận rút ra một bài học và Thuận đã ứng dụng trong cuộc sống gia đình của Thuận. Từ cái ngày hôm đó đến giờ đâu đó tầm khoảng là gần 100 ngày. Đó là gì ạ? đến một cái hòn đá vô tri mà khi chúng ta thực hành lòng biết ơn và chúng ta nâng niu nó thì nó còn có thể chuyển hóa một cách kỳ diệu như thế này bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng một hòn đá như cái hình hình ban đầu thuận chụp mà ngày hôm nay nó như thế này thì đây là một sự chuyển hóa kỳ diệu ạ nếu ai thấy rằng đây là sự chuyển hóa kỳ diệu thì bình luận vào là kỳ diệu rất thuận đó vân nhận nó hiện vân lên nhá là cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái hòn đá vô tri mà còn có thể chuyển hóa một cách kỳ diệu như thế này, Thì con người, con người chúng ta có khả năng chuyển hóa như thế nào? Và ngày hôm đó thuận đá ngộ ra một bài học rằng đối với những người thân, đối với con mình, đối với vợ mình, đối với những người xung quanh mình, nhiệm vụ của mình muốn cho họ tốt lên thì nhiệm vụ của mình cần phải biết ơn cần phải biết ơn và yêu thương biết ơn và yêu thương họ một cách thuần khiết giống như mình biết thực hành lòng biết ơn và chăm sóc cái hòn đá này khi ta có khả năng khi ta thực thi được cái việc mà biết ơn và yêu thương người thân của mình một cách thuần khiết thì họ sẽ chuyển hóa một cách ngoạn mục và sự thật ngày hôm nay thì trong gia đình của thuận cô thúy và cậu văn trai đang trong hành trình chuyển hóa một cách rất tuyệt vời rất tuyệt vời cho nên phương pháp này thuận tin rằng sẽ giúp ích cho mọi người Đấy. vậy thì chỗ này thuận muốn nói nhấn mạnh một chút ở chỗ này đó là gì ạ trong cuộc sống này trong cuộc đời của mình vì mình vẫn đang sống trong một cộng đồng cho nên với những người thân yêu của mình, chúng ta không cần phải mong cầu gì nhiều sự thay đổi ở họ. Đừng có mong cầu gì nhiều họ thay đổi bởi vì ta không có năng lực để giúp cho họ thay đổi đâu để làm cho họ thay đổi. Ta chỉ có thể thay đổi chính ta mà thôi. Nhưng ta có thể giúp họ thay đổi bằng cách là yêu thương và yêu thương trân trọng và biết ơn họ một cách thuần khiết thì tự động họ sẽ thay đổi. Yêu thương, trân trọng và biết ơn họ một cách thuần khiết đó. và vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ thực hành cái phương pháp này như thế nào đó là chúng ta ra ngoài thuận đã ra ngoài công viên mọi người lưu ý này cách chúng ta thực hành đó là đi ra ngoài công viên đi ra ngoài ruộng đi ra ngoài vườn đi ra ngoài bờ suối nhặt một hòn đá và sau đó thì thực hành bằng cách gì ạ về rửa cho nó sạch đi lưu ý rằng hòn đá này phải đủ đủ to cũng như đủ nhỏ để ta có thể nắm chọn cái bàn tay này lại các cái ngón tay của chúng ta ôm chọn cái hòn đá này mọi người lưu ý chỗ này tôi thuận nha đừng có lấy một hòn đá quá to để chúng ta không cầm không cầm được tròn ở trong bàn tay cũng đừng lấy một hòn đá mà nó quá nhiều cái góc cạnh sắc bén để làm cho chúng ta cầm vào mà nó bị đau hãy lựa một hòn đá mà ta nhìn thấy ở khi mà chúng ta ra ngoài đường chúng ta đi ra ngoài ngoài công viên hoặc đi ra ruộng chúng ta nhìn thấy hòn đá đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy và chúng ta cảm thấy có cảm tình với nó thì đó chính là hòn đá mà chúng ta cần dùng để thực hành lòng biết ơn đấy nó bất kể có thể là nó không đẹp có thể như nào đó không cần biết nhưng mà chỉ cần ta nhìn thấy và ta thấy có cảm tình là ta ta và ta cầm lên chúng ta cảm được cái sự thoải mái chúng ta thấy được cái sự thoải mái thì đó chính là hòn đá mà chúng ta nên dùng đấy, hòn đá này đã đi cùng với thuận khoảng hơn 100 ngày rồi và tiếp theo chúng ta sẽ làm như thế nào nữa ạ tìm một hòn đá nhẵn nhỏ vừa để bạn có thể cầm một cách thoải mái hòn đá này ta gọi nó là hòn đá nhiệm màu nhưng nó là một hòn đá bất kỳ mà ta có thể thấy được ở ngoài vườn ở ngoài biển hay ở ngoài khe suối mang theo bên mình hoặc để hòn đá nhiệm màu ở nơi bạn dễ thấy ví dụ nơi bạn có thể bạn hãy để điện thoại hoặc giỏ sách trước khi đi ngủ hãy cầm hòn đá trong lòng bàn tay và nắm cho cái ngón tay của mình ôm trọn vào các cái vào hòn đá như thế này sau đó thì nghĩ về những điều tốt đẹp diễn ra trong ngày và nói lời cảm ơn cảm ơn cảm ơn với điều tốt đẹp nhất diễn ra trong ngày hôm nay đó là phương pháp phương pháp hòn đá nhiệm màu tác dụng của hai phương pháp một và hai Phương pháp 1 Cảm thấy mình thật hạnh phúc Sẽ giúp cho bạn bắt đầu một ngày mới Với niềm vui và lòng biết ơn Thực hiện phương pháp Cảm thấy mình thật hạnh phúc Vào buổi sáng sớm khi bạn mới thức dậy Sẽ kích hoạt sự biết ơn Cho ngày mới và trong suốt cả ngày Mọi người lưu ý rút thuận Phương pháp Cảm thấy mình thật hạnh phúc Sẽ sẽ thực hiện vào đầu ngày mới Vào đầu ngày mới Phương pháp hòn đá nhiệm màu sẽ giúp bạn khép lại một ngày trôi qua với lòng biết ơn nếu trong ngày ý thức nếu trong ngày ý thức về biết ơn nhỏ hòn đá nhắc thì bạn sẽ tràn ngập sự biết ơn trong suốt cả ngày khi bạn đã kích hoạt và thực hiện liên tục bạn sẽ ngày càng thu hút năng lượng biết ơn đến với cuộc sống của bạn và thuận lưu ý tác giả thì yêu cầu chúng ta thực hành phương pháp hòn đá nhậm màu này bằng cách là để nó ở nơi mà ta thường hay nhìn thấy hoặc để ở đầu giường để buổi tối trước khi đi ngủ thì mình hãy cầm hòn đá nhậm màu trong tay và nghĩ về những điều tốt đẹp diễn ra trong ngày từ sáng sớm cho đến tối khuya và sau đó thì nói lời cảm ơn cảm ơn cảm ơn và thật sự cảm nhận lòng biết ơn đối với cái điều tốt đẹp nhất nhưng thuận bổ sung thêm một chút thuận muốn chia sẻ lại cái trải nghiệm mà thuận đã áp dụng cái cách mà thuận đã thuận đã áp dụng cái phương pháp này đó là gì ạ từ khi mà thuận dùng cái hòn đá này thì thuận đã làm gì đi tập thể dục thuận cũng mang theo đi ra ngoài đường thuận cũng bỏ nó vào trong túi quần của mình nam thì may mắn có cái túi quần nữ thì không có túi quần nhưng có thể có cái giỏ sách như vậy thuận đã mang nó đi khắp mọi nơi và bất cứ khi nào thuận chạm tay hoặc thuận nhìn thấy hòn đá này thuận đều tìm một cái điều gì đó để thuận cảm thấy biết ơn lưu ý cái chỗ này cho thuận bất cứ khi nào thuận chạm tay vào hòn đá hoặc là thuận nhìn thấy hòn đá này thì thuận đều tìm đến một điều gì đó mà thuận để thuận biết ơn và chính vì vậy trong ngày thay vì nghĩ đến những điều tiêu cực thì nhờ có hòn đá này đã giúp cho thuận làm chủ suy nghĩ của mình bằng cách là thường xuyên nghĩ đến những điều mà thuận cảm thấy biết ơn buổi tối trước khi đi ngủ thì lần nào cũng vậy ngày nào cũng vậy thuận cầm hòn đá nhiệm màu này trong tay và nghĩ về những điều tốt đẹp diễn ra trong ngày từ sáng sớm cho đến tối khuya sau đó thì thầm cảm ơn những cái điều tốt đẹp đó. Có những ngày ngủ bên nằm bên cạnh con, bên cạnh vợ thì mình nói ra cái lời cảm ơn đối với lại vợ và con. Trong ngày. Có những ngày thì mình thầm cảm ơn nó, thầm cảm ơn, thầm cảm ơn những điều tốt những điều tốt đẹp và nói cái lời cảm ơn ba lần với cái lời tốt với cái điều tốt đẹp nhất diễn ra trong ngày. Buổi sáng lưu ý này, cái điều này buổi sáng này. Buổi sáng khi thức dậy thì thuận làm thêm một bước nữa, đó là tắt cái chuông báo thức là việc đầu tiên, việc thứ hai là cầm hòn đá này và nói lời cảm ơn. Thuận đã làm liên tục như vậy trong khoảng hơn 100 ngày vừa qua và cuộc sống ngày nào lúc nào mình cũng cảm nhận được cái niềm vui. Đấy. Và bài tập thực hành của ngày hôm nay bài tập thực hành của ngày hôm nay đó là gì ạ? Hãy làm những cái điều như sau. Lặp lại từ bước 1 đến bước 3 của phương pháp nhiệm màu số 1 cảm thấy mình thật hạnh phúc bằng cách viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc và viết ra lý do vì sao bạn lại cảm thấy biết ơn. Sau khi viết đủ 10 điều rồi thì hãy đọc lại danh sách và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và thật sự cảm thấy biết ơn đối với điều đó càng nhiều càng tốt. Nhiệm vụ thứ hai là tìm một hòn đá để thực hành phương pháp hòn đá nhiệm màu và mang theo bên bạn nếu được, còn nếu không thì để nó ở đầu giường hoặc là để ở cái nơi mà bạn thường xuyên nhìn thấy. Buổi tối trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nghĩ về điều tốt đẹp xảy ra trong ngày sau đó nói ra cái từ nhiệm màu cảm ơn cảm ơn cảm ơn đối với điều tốt đẹp nhất của ngày hôm nay lưu ý thực hành phương pháp của ngày hôm qua tức là phương pháp cảm thấy mình thật hạnh phúc và phương pháp của ngày hôm nay đó là phương pháp hoàn đá nhiệm màu liên tục trong 26 ngày còn lại liên tục trong 26 ngày còn lại và nếu ai muốn thì có thể thực hiện trong suốt cả hành trình cuộc đời của mình và một lưu ý nữa là trong ngày hôm nay hãy đọc phương pháp nhiệm màu của ngày mai. Và nếu ai mà chưa có sách ấy thì mình có thể mua ha, có thể mua. Có thể mua cuốn sách. Và nếu ai chưa kịp ấy thì thuận lưu ý là ngày mai chúng ta sẽ thực hành phương pháp quan trọng về mối quan hệ và chúng ta cần phải tìm ra ba cái mối quan hệ hiện tại mà đang ở mức độ thân thiết mọi người lưu ý chỗ này có thuận này chúng ta cần phải tìm ra ba cái mối quan hệ hiện tại đang ở mức độ thân thiết và tìm ra ảnh của ba người tức là tìm ra ảnh của từng người mọi người lưu ý thuận nhắc lại nha. ngày mai chúng ta thực hành phương pháp liên quan đến ba mối quan hệ thân thiết trong hiện tại và với mối quan hệ đó thì ta cần phải tìm ra mỗi một người cần phải tìm ra một cái tấm ảnh có mặt của người đó như vậy ta cần phải tìm ảnh của mỗi người trong ba người đó để chúng ta thực hành vào ngày mai cho thuận hỏi cho đến giờ phút này các anh chị đã rõ ràng về phương pháp thực hành của ngày hôm nay chưa ạ nếu ai rõ rồi thì bình luận rõ và giúp thuận còn ai chưa rõ thì bình luận câu hỏi và giúp thuận ạ cảm ơn chị thanh huyền cảm ơn chị hương cảm ơn hoàng thủy cảm ơn chị hoàng vân cảm ơn anh trần ngọc tân cảm ơn chị minh thư cảm ơn anh thanh phú rất tuyệt vời có ai có câu hỏi gì không ạ rất tuyệt vời cảm ơn mọi người rất là nhiều tối nay thì thuận có mở cái buổi zoom để hướng dẫn cho các anh chị ở trong cái chương trình đào tạo giảng viên siêu trí nhớ và nếu mà anh chị em nào đã từng là đối tác trong cái chương trình 5 phút tục bài thì sẽ được tham gia đồng hành miễn phí. Còn những anh chị em nào mà mà chưa là đối tác nhưng mà lại muốn học để mà mình ứng dụng thành thạo trong cuộc sống của mình cũng như là để mình có năng lực cũng như là mình biết cách tổ chức lớp học và có thêm một cái gọi là nghề tay trái để mà tạo phước để mà có thêm thu nhập thì có thể đăng ký tham gia vào trong cái hành trình của thực hành lòng biết ơn à xin lỗi hành trình à, luyện đào tạo của giảng viên mà thuận hướng dẫn buổi tối ngày hôm nay học phí cái này là chương trình có phí và nếu như ai thực hành theo thì mà mà thực hành ai thực hành theo liên tục thì thuận cam kết là sẽ hoàn phí hoàn được chứ không phải hoàn phí mà sẽ sẽ gọi là gì ạ tức là gì à, à, sẽ à, sẽ bán được hàng ấy sẽ bán được khóa học ấy và nó sẽ lời và có lời. Nếu mà mình học được cái phương pháp này rồi thì mình sẽ có cái năng lực là trở thành một cái người đào tạo về kỹ năng học tập. Đây là một cái phương pháp, đây là một cái một cái lĩnh vực mà đang rất là cần thiết ở trong trong ở trên đất nước của chúng ta. Ở Singapore, ở các nước phát triển, ở các nước ở, ở phương Tây, người ta đã ứng dụng cái phương pháp mà gọi là học bằng cả hai não bộ, học bằng cả não bộ từ cách đây khoảng 40 năm và họ đã họ đã là cái người mà các cái quốc gia đó mà họ đã dùng ấy, họ đã giúp cho con người học tập rất là hiệu quả. Đấy. Và họ đã có những cái bước tiến vượt bậc ở trong các cái ngành khoa học cũng như là phát triển con người. Singapore có hai cái điều mà tạo ra cái sự thay đổi vượt bậc. Thứ nhất, đó chính là cái ông thủ tướng của Singapore ấy ông đã đưa học bằng cả não bộ và trong giáo dục công và trong giáo dục mà diện rộng ở Singapore và cái điều thứ hai đó là họ đưa tiếng Anh đưa cái ngôn ngữ quốc tế vào thành cái ngôn ngữ không phải là thay thế cho ngôn ngữ địa phương mà là thành cái ngôn ngữ chính Singapore người Singapore nói tiếng Anh họ nói tiếng Mã Lai họ nói tiếng Trung và họ nói tiếng à, họ nói tiếng Hoa mà họ nói tiếng Anh là chính cho nên ý là ở Việt Nam của chúng ta thuận cũng mong thuận cũng có ước mơ. Thuận có, có cũng có ước mơ. Ai muốn nghe ước mơ của thuận không ạ? Ừ, ước mơ liên quan đến giáo dục. Thuận có ước mơ liên quan đến giáo dục từ nhiều năm trước. Thuận có ước mơ bởi vì thuận nhận thấy rõ rằng cái việc mà bị rào cản ngôn ngữ, ngôn ngữ là một cái rào cản làm cho người Việt Nam không dám đi ra ngoài thế giới. Và cũng làm cho người Việt Nam bị hạn chế trong cái việc mà làm kinh doanh làm kinh tế do chúng ta thị trường của chúng ta chỉ có khoảng 100 triệu dân thôi nhưng nếu hãy hình dung này nếu chúng ta biết tiếng anh thì thị trường của chúng ta nó đã lên tới hàng tỷ người hàng nhiều tỷ người nếu chúng ta biết tiếng anh mà biết tiếng trung thì thị trường của chúng ta và tiếng ấn độ ba cái thứ tiếng này thì chúng ta thị trường ta lên tới khoảng sáu bảy tỷ sáu bảy tỷ người cho nên thuận có một cái ước mơ là giúp cho cái việc mà học tiếng anh ở việt nam dễ dàng hơn và học tiếng anh bằng siêu trí nhớ thì dễ dàng hơn rất là nhiều cho nên nếu mà anh chị em nào mà cũng có cái mong muốn phát triển cho mình có một cái chuyên môn để cho mình có nhiều giá trị hơn để cho mình có cái điều kiện cũng như là có cái năng lực và có cái công cụ để mà mình tạo phước nhiều hơn thông qua cái hoạt động dạy kỹ năng thì có thể tham gia vào cái hành trình buổi tối ngày hôm nay giúp thuận đây là chương trình mà vì nó vì là một chương trình mà đòi hỏi sự cam kết cho nên thuận cũng muốn là mọi người tham gia ấy, thì cần phải có phí và bù lại thì thuận có thuận có tặng quà bù lại thuận có tặng quà và cái phần quà tặng ấy nó nhiều hơn so với những gì mà mà chúng ta chúng ta bỏ tiền ra mua cho nên à, nếu mà anh chị em nào có thể giúp thuận là nếu mà ô cái này rồi thuận nhắn cái đường link của cái file mà thuận 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 nói về cái chương trình này ở trong phần ô chat và anh chị em nào quan tâm hoặc là biết ai đó quan tâm thì giới thiệu giúp thuận nha giới thiệu giúp thuận toàn bộ thông tin chi tiết thì đã có ở trong cái file đó anh chị em nào mà đã là đối tác năm phút thuộc bài của Thuận thì được Thuận đồng hành miễn phí nhưng mà bù lại là không nhận quà tặng. Ừ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chúng ta sẽ cảm ơn mọi người. Chân thành cảm ơn mọi người đã tham gia cái hành trình trong buổi sáng ngày hôm nay để Thuận có cơ hội để chia sẻ những cái điều hữu ích đến cho mọi người. Thuận cũng nguyện chúc cho tất cả các anh chị em tham gia thực hành trong buổi sáng ngày hôm nay và các anh chị em trong cộng đồng đường lớn là có được cái sự chuyển hóa và mở ra được phép màu trong cuộc sống của mình. Chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, luôn luôn có được cái sự hạnh phúc và nguyện chúc cho mọi người biết làm những điều lành, tránh xa những điều xấu ác. Làm điều lành để chúng ta gieo ra những cái nhân nhân lành để chúng ta nhận được những quả lành trong tương lai. Và một điều quan trọng nữa là không ngừng thanh lọc tâm. Thanh lọc tâm là gì thì trong những ngày tới toàn sẽ giải thích. Đấy. Và trước khi kết thúc buổi thông ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng nhau chụp hình ha mọi người mọi người hãy giúp thuận ngồi thẳng lưng lên nở một nụ cười thật là tươi mở camera ra ha để thuận chụp hình hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai ha mọi người sáng mai là 5 giờ thì chúng ta bắt đầu rồi chúng ta hãy cười thật tươi ha nào một hai ba cười hở mười cái răng nha ok hôm qua có ai thực hành cái bài tập mà thuận cái 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 trò chơi cái game mà thuận hướng dẫn để mà thực hành với bọn trẻ chứ ạ tiếp tục màn hình thứ hai nhá một hai ba cười nào ok hôm qua có ai thực hành không ạ và mọi người cảm thấy thế nào ạ thấy có đúng không ạ ừ. cảm ơn mọi người rất là nhiều à, nội dung hướng dẫn thực hành lòng biết ơn đã kết thúc. Bây giờ thì thuận sẽ mở mic. Ai muốn chia sẻ điều gì mọi người có thể hoặc là có hỏi điều gì ấy, thì mọi người có thể hỏi thêm khoảng vài phút thôi ha. Thầy nói lại cái cái cái, cái thực hành của ngày hôm nay thầy. Nãy cũng chưa thì... rõ lắm. Chị thư chưa vô hả? À chị thư mới vô hay là vô từ đầu? Mấy giờ? có một phút nghe cũng chưa rõ à, rồi cảm ơn chị ngày hôm nay chúng ta sẽ cần phải thực hành những nhiệm vụ như sau ngày hôm nay này là chúng ta sẽ ngày hôm nay ngày hôm nay là đầu tiên ngày hôm nay chúng ta cần phải làm hai việc việc thứ nhất là thực hành phương pháp của ngày hôm qua đó chính là phương pháp cảm thấy bạn mình thật hạnh phúc bằng cách viết ra một danh sách 10 điều mà mình cảm thấy hạnh phúc và kèm theo lý do vì sao mình lại cảm thấy biết ơn cái điều đó. Sau khi viết đủ 10 điều rồi thì đọc lại danh sách và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đọc lại danh sách và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đấy. Không biết là có ai mà chưa rõ cái chỗ ứng dụng này không? Thuận lấy ví dụ như này nhé. Ví dụ như hôm qua, đây là cái ngày thứ hai của Thuận này đây ngày thứ hai này ngày thứ hai của thuận đây ha thì thuận đầu tiên là thuận viết ra danh sách 10 điều này danh sách 10 điều này đấy đây danh sách 10 điều ha sau khi viết xong danh sách 10 điều này rồi thì bắt đầu thuận ngồi thuận đọc này thuận sẽ đọc như này điều thứ nhất này tôi thật sự vui khi có được cuộc sống này bởi vì nhờ cuộc sống này mà tôi có thể thực hành chánh pháp mỗi ngày để từng bước trên con đường giải thoát và đạt đến sự chứng ngộ niết bàn À vì thuận, đây là đây là cái điều mà thuận cảm thấy biết ơn điều thứ nhất nha. Và sau đó thuận nói là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Điều thứ hai, tôi thật sự rất vui và biết ơn đối với bộ máy vi tính, máy vi tính thuận đang xài này. Và các và cái bàn này bởi vì nhờ bộ máy vi tính mà cái bàn này thì giúp tôi có thể học hỏi những điều mới mỗi ngày. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tương tự như vậy đọc cho đến hết 10 điều đây là nhiệm vụ thứ nhất ok chưa ạ chị chị thư rõ phần này chưa ạ việc thứ hai đó là tìm một hòn đá bất kỳ ở ngoài vườn ở ngoài đường ở ngoài công viên ở ngoài bờ suối hòn đá này có thể là một hòn đá bình thường như thế này đây nha đó thấy không ạ nó cũng có thể là hòn đá như thế này đấy và thuận thì thuận đã chọn cái hòn đá như thế này cái thời điểm đầu thuận ra ngoài bờ, xu, à, bờ công viên ấy, thuận nhặt cái hòn đá này Đấy. và dùng nó để thực hành phương pháp hòn đá nhiệm màu mang theo hòn đá này bên mình hoặc để nó ở cái nơi mà mình thường xuyên nhìn thấy hay là để ngay đầu giường của mình bên cạnh chiếc đồng hồ báo thức và buổi tối trước khi đi ngủ hãy cầm hòn đá nhiệm màu này trong tay lưu ý hòn đá này đủ nhỏ và cũng đủ to để mình có thể cầm được và mình có thể ôm chọn cái hòn đá trong lòng bàn tay như thế này và buổi tối trước khi đi ngủ hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nghĩ về điều tốt đẹp diễn xảy ra trong ngày nghĩ về những điều tốt đẹp xảy ra trong ngày diễn ra trong ngày hôm nay từ sáng sớm cho đến tối khuya và sau đó chọn ra cái điều tốt đẹp nhất và nói từ nhiệm màu cảm ơn cảm ơn, cảm ơn và thật sự cảm nhận cái lòng biết ơn đối với cái điều tốt nghiệp đẹp nhất đó. Và lưu ý rằng phương pháp, hai cái phương pháp này, phương pháp của ngày hôm qua với phương pháp của ngày hôm nay là gọi là hai phương pháp đầu tiên này. Chúng ta sẽ thực hành liên tục trong 26 ngày còn lại. Tức là đương nhiên là hàng ngày thì Thuận vẫn nhắc lại nhưng mà sau đó thì dù nếu Thuận có quên mà không nhắc thì mọi người cũng lưu ý rằng chúng ta sẽ thực hành hai phương pháp này liên tục trong 26 ngày còn lại Và trong hôm nay Thì chúng ta cần phải chuẩn bị Để chúng ta thực hành cái phương pháp của ngày mai Thì trong đó phương pháp của ngày mai Thì có liên quan đến ba cái mối quan hệ Mà đang thân thiết Lưu ý này ba mối quan hệ thân thiết nha ba mối quan hệ thân thiết Hãy chọn ra ba mối quan hệ thân thiết Và tìm ra ảnh Của từng người trong mối quan hệ đó Tìm ra cái tấm ảnh của từng người trong mối quan hệ đó tốt nhất là nên là tấm ảnh bằng giấy tấm ảnh thật chứ không phải là ảnh trên điện thoại thì mình có thể là in ra nếu nhà ai có máy in thì in còn trong tình huống mà không có máy in thì mình có thể là dùng trên điện thoại nhưng mà tốt nhất là in ra bởi vì in ra thì hiệu quả sẽ cao hơn và sau đó ngày mai thuận sẽ hướng dẫn cái phương pháp thực hành của ngày mai đó. chị thu ơi chị thu đã rõ cái phần thực hành của ngày hôm nay chưa ạ dạ hiểu rồi thầy dạ cảm ơn chị thu đã có ai hỏi thêm điều gì khác không ạ? Chính tỏ là Thuận cũng giỏi ấy nhỉ? Không có câu hỏi Chứng tỏ là Thuận giỏi ấy chứ Cảm ơn mọi người rất là nhiều Viết 10 điều À chị chị, Vợ, chị Vân Viết 10 điều biết ơn Có cần lặp lại mỗi ngày chung nhau Hay có thể khác nhau theo mỗi ngày nên là những điều khác nhau để mình thấy rằng cuộc đời của mình có vô số những điều mình cảm thấy biết ơn và vô số những điều hạnh phúc mà từ trước đến giờ mình không nhận ra nên là những điều khác nhau nhưng có thể trùng một hai ba điều được không ạ được có thể trùng một số điều và có thể tìm thêm những điều khác hãy hiểu rằng cuộc sống của mình có vô số những điều mà mà mình đang rất nó đang giúp cho mình lợi ích rất là nhiều cũng như là nó đang rất tuyệt vời xung quanh mình nhưng mình không nhận ra và trong cái hành trình này mình sẽ lần lượt tìm ra những cái điều tuyệt vời đó và chính vì vậy ta mới cảm nhận được cái sự đủ đầy và ta mới thấy được cái niềm vui trong cuộc sống xem còn ai có câu hỏi gì khác không ạ à? hướng dẫn thầy hướng dẫn lại bài tập với con ngày hôm qua ạ à. Ngày hôm qua là chúng ta cần phải ngày hôm qua ấy là chúng ta cần phải à, tìm ra 10 điều mà mình cảm thấy biết ơn, 10 điều mà mình cảm thấy hạnh phúc bằng cách là gì ạ? Bằng cách là vào trong cái trang này, trang Facebook này. Sau đó thì sau đó thì gõ vào cái phần là vào cái gõ vào cái đây cái từ đường lớn. Đường lớn. Rồi hướng dẫn thực hành lòng biết ơn sau đó thì chúng ta vào trong cái group này và group đường lớn này và chúng ta tìm đến cái phần hướng dẫn của ngày hôm qua đây ngày hôm qua đấy là thực thi phương pháp nhiệm màu ngày một cảm thấy mình thật hạnh phúc thì phương pháp của ngày hôm qua là gì ạ là hãy lập ra danh sách lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc viết ra lý do vì sao bạn lại cảm thấy biết ơn cái điều đó. Sau khi viết đủ 10 điều rồi thì đọc lại danh sách và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn với mỗi điều và thật sự cảm nhận lòng biết ơn đối với từng điều đó. Cú pháp để viết 10 điều cảm thấy hạnh phúc này bằng cách là thực hiện một theo uh, kết hợp các cái phương pháp bốn cái cấu trúc này. Cấu trúc thứ nhất là tôi thật sự cảm thấy, tôi thật sự hạnh phúc khi có được. Cái phần này là phần cố định này và mình phải điền vào này có được điều gì đấy, có được điều gì và ghi cái phần chữ bởi vì này là bắt buộc phải có này và điền vào đây chữ tại sao điền đây chữ tại sao cái cấu trúc của câu thứ hai là tôi rất vui và cảm thấy biết ơn đối với mở ngoặc chúng ta điền vào đây là điều gì trong cuộc sống của mình đấy điều gì và cũng tương tự bởi vì tại sao cấu trúc thứ ba là tôi thật sự biết ơn điều gì bởi vì tại sao một cấu trúc thứ tư là với tất cả tấm lòng với cả tấm lòng tôi biết ơn điều gì bởi vì tại sao ví dụ ví dụ thuận xin phép dùng bài viết của các anh chị ở trên này để để giải thích cho bạn ha. ví dụ như là bài của chị chu thảo là gì ạ tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn mọi thứ mà tôi đang có vì mọi thứ có mặt đều góp phần cho sự phát triển của tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đấy, mình ghi vào đây chữ cảm ơn và X3 nó lên tức là để sau đó mình đọc cảm ơn và nói ba lần cái sự cảm ơn đó. Lời cảm ơn đó đúng rồi ạ. Hay là điều thứ hai là tôi thật sự may mắn và hạnh phúc có được công việc hiện nay gì đó. Vì nó đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đó nha viết lại như vậy kiểm tra xem chị Vũ Lan xem ạ tôi thật sự hạnh phúc khi có được đôi mắt sáng tinh anh bởi vì đôi mắt sáng đã giúp tôi nhìn được mọi thứ xung quanh nhìn thấy cỏ cây hoa lá và ánh mặt trời giúp tôi có thể lao động học tập vui chơi cảm ơn cảm ơn cảm ơn rất là tuyệt vời nha đó mẫu câu và tương tự như vậy đối với những phần còn lại và viết ra đủ 10 viết ra đủ 10 điều. Đấy, viết ra đủ 10 điều này, lập danh sách 10 điều. Và đó là bài tập của ngày hôm qua. Bài tập của ngày hôm qua. À, cho thuận hỏi là ai nhỉ? Lúc nãy là bạn à, Hoàng Vân. Hoàng Vân còn ở trong Zoom không? Hoàng Vân đã rõ phần này chưa Hoàng Vân? Hoàng Vân rõ chưa con? em bé phải bé không sao lại gọi con mình ta bình tưởng đang còn nhỏ hoàng vân nhiêu tuổi rồi <laughs> xin lỗi <laughs> sinh con ở trong zoom thành ra tưởng đâu là em bé cảm ơn chị hoàng vân rồi chị văn còn ai có câu hỏi không ạ chị vân rồi ok đấy ạ rồi cảm ơn mọi người bài tập với điều mình ghét và thương thấy mình mạnh hơn và Yếu hơn ạ à. Không biết Rồi Cảm ơn mọi người rất là nhiều Ngày hôm qua Và ngày hôm nay Là hai phương pháp tuyệt vời Mà chúng ta sẽ thực hành Liên tiếp Liên tiếp Trong những ngày còn lại Ngày mai Là một phương pháp Tuyệt vời hơn Cho nên Nhớ Ngày mai sẽ vào Zoom đúng giờ 5 giờ chúng ta sẽ bắt đầu Trước 5 giờ Thì xem phim Bộ phim nó cũng rất là hay Và chúng ta nên xem Zoom sẽ được mở Từ lúc 4 giờ 15 Anh chị em nào Có thể thức dậy sớm được Giống như Thuận Đã dậy sớm liên tục từ lúc 4 giờ, từ khoảng hơn 100 ngày nay, bây giờ dậy buổi sáng cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là khỏe. Và mình có thêm được, hãy hình dung này, nếu mỗi ngày mình có thêm một giờ nữa, thì mọi người hãy nhân thử xem cả cuộc đời một con người trung bình khoảng 80 năm, 60 năm, thì ta sẽ có thêm bao nhiêu giờ, mọi người thử làm một bài toán thử thế ạ. Bây giờ Thuận sẽ làm một bài toán thử, để cho mọi người xem là nếu như mỗi ngày mình dậy sớm hơn 1 giờ, thì mình sẽ có hơn người khác bao nhiêu năm, bằng cách như này ạ mỗi ngày chúng ta có thêm một giờ tức là chúng ta sẽ có một ngày này, một giờ này một giờ chúng ta sẽ nhân với lại 365 ngày này và nhân với lại 60 năm này nhân với 60 năm này 365 ngày mà nhân với lại 60 năm này đúng rồi và sau đó chúng ta lại chia cho 365 à chúng ta sẽ có thêm bao nhiêu giờ đây và như vậy ta đã hơn người khác khoảng 21.000 giờ Như vậy ta đã hơn người khác khoảng hơn khoảng 21.360 giờ Và 21.360 giờ này chúng ta chia cho 24 giờ cho một ngày Như vậy nếu như chúng ta mà dậy sớm hơn thì vậy? <laughs> chúng ta dậy sớm hơn Một giờ mỗi ngày Thì chúng ta đã có thêm được là 890 ngày để sống và nếu chúng ta lấy 890 ngày này mà chúng ta chia cho chúng ta chia cho chúng ta chia cho là 365 ngày một năm. 365 ngày một năm. Thì chúng ta đã có được là chúng ta đã sống nhiều hơn người khác là mấy năm ạ? Chúng ta đã sống nhiều hơn người khác là khoảng 2,4 năm. Khoảng 2,4 năm. Và nếu như chúng ta mà dậy trước người khác khoảng 2 giờ mỗi ngày thì chúng ta đã có gì ạ? Khoảng gần 5 năm cộng thêm mấy 7 năm thực hành lòng biết ơn nữa là bao nhiêu năm ạ? Chúng ta có nhiều hơn người ta khoảng gần 5 năm và cộng thêm mấy 7 năm mà chúng ta thực hành lòng biết ơn để có được sự cuộc sống dài hơn nữa là chúng ta có được khoảng 12 năm. Đúng không cả nhà? Đúng không ạ. 12 năm. Là một con số tuyệt vời. phải Buổi tối thì nỗ lực đi ngủ sớm hơn một chút và trong ngày thì giảm thời gian Lướt mạng xã hội Và xem những cái điều mà không hữu ích Để chúng ta tập trung vào Những cái điều tuyệt vời hơn Nhớ thực hành phương pháp bòn đá nhiệm màu Sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được suy nghĩ của mình Cảm ơn mọi người rất là nhiều Hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai Chị Huyền hỏi là Thầy ơi ngồi thiền mà không thấy cảm giác mỏi Hay tê chân tay mà cứ nghĩ về Những sự việc hiện tại Hay kế hoạch của mình trong đầu Là như thế nào ạ nếu ngồi thiền không thấy mỏi chân tay không tê gì hết thì cũng không phải là điều gì đó bất thường. Còn nếu như cứ nghĩ về những điều gì đó đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày thì giải pháp là hãy tập trung vào quan sát hơi thở, tức là hít vào và thở ra bằng những hơi thở mạnh hơn để cắt đi những cái luồng suy nghĩ đó. Được chưa? Hít vào mạnh hơn, thở ra mạnh hơn khoảng một vài lần để cắt đi cái luồng suy nghĩ trò chơi với con anh chị anh chị em nào mà không kịp xem thì follow cái group uh, group instagram thuận đang thì xây dựng group instagram này và nếu như mà mình muốn nhận lại được những cái hướng dẫn tiếp theo thì có thể vào cái group instagram này để nhận những cái hướng dẫn tiếp theo nhận thêm những hướng dẫn mới đây group instagram ha. và mai mốt thuận cũng sẽ đây ạ à, instagram ở trong phần ô chat có cái group Instagram nhé, đấy ạ trong đó có gửi những cái hướng dẫn cũng như là những cái uh, file để ta có thể nghe lại rồi cảm ơn mọi người xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai thành ngủ mấy giờ tối hôm qua thuận ngủ lúc 12 giờ 30 phút và sáng nay thuận thức dậy lúc 4 giờ mọi người đừng thức khuya giống như thuận thức khuya là không tốt nên ngủ sớm hơn ha nên ngủ sớm hơn rồi cảm ơn mọi người xin chào và hẹn gặp lại